chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung, con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định, chứng hiện tại lạc du đứng phần hành ngợi khen, không gì sao sắp được. Do vậy chính danh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung. Thanh tam vì bốn đôi là những bậc ứng cung, đệ tử đấng thiền thể được tri giả tán thán, cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung. Bằng tu hành thiểu dục với ý chí kiên trì, khéo chân chánh phụng thành lời dạy đứng điều ngự, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bất tử, lạc trú quả tịnh tịnh. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Vi như cột trụ đá khéo chôn chặt xuống đất, dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đế, cũng tự tại bất động trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân môn này tu thành muôn hạnh phúc. Bằng thánh tu đà vần chứng tri ly thanh đế, được đức Gotama khéo thuyết giảng tường tận. Các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tan. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chân tri đoạn trừ ba kiết sử, thân kiến và hoại nghi, luôn cả giới căm thù thoát khỏi môn đọa xưa. Bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện trọng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung. Bần thánh tu đà hoàng dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không thể che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Mai, nam mô Sang Khai. Dạ kính cảm ơn cô Nhật Minh. Dạ con kính tri ân sư. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con Quế Ngọc, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Tri. Con thành kính đảnh lễ sư Nguyên Thông cùng chư tôn đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ con kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ trưa hôm nay là ngày thứ ba, 4 tháng 8 năm 2020 dương lịch, cũng là nhằm ngày rằm tháng 6 âm lịch năm Canh Tý. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Dạ con kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng con tắc bạch xin giới. Nam mô Bụt Thầy. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Ukasa mayang phante tisarane nasaha athang gasaman nagatang upo satang yachama dutiyambi mayang phante tisarane nasaha athang gasaman nagatang upo satang
yacchāma tatiyambi mayaṃ phante tisarane nasahaṭṭhaṅgassammaṃ nāyataṃ uposatha yacchāma. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa minh hạnh ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, vật ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Buddha hằng sa nam gặp nhà mi, đệ tử nguyện quy y Phật. Buddha hằng sa nam gặp nhà mi, đệ tử nguyện quy y Phật. Dhammang sa nam gặp nhà mi, đệ tử nguyện quy y Pháp. Thammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy pháp. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy tăng. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy tăng. Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp. Dutiyambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng. Dutiyambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyambi Dhammaṃ
Tatiyambi Sankhang Saranam Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y tăng. Tatiyambi Sankhang Saranam Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy tăng. Banati Bata Veramani Sikhabadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Banati Bata Veramani Sikhabadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Badang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinadana Veramani Sikha Badang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Abrahmacharya Veramani Sikha Badang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Abrahmacharya Veramani Sikha Badang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada Veramani Sikha Badang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada Veramani Sikha Badang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura merayamachapamadathana veramani sikha badang samayami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura merayamachapamadathana veramani sikha badang samayami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalapusana veramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapocana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Natcha Gita Vadita Visu Gadasana Ma La Gan Thu Đề Đa Tha Ra Na Mandana Vi Phu San Ha Tha Na Veramani Sikha Badang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Natchagita vadita visu kadasana mala gan thavi le panatha chana man dana vifu sanatana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucchasena mahasena veramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucchasena mahasena veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang.
Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani Athasika Badaniu Bosesi Varasena Iman Chadiva Iman Chadiva Iman cha tên Iman chỉ đi vác sang xa thuộc căn cấp trong hoa áp mà đề đó sầm mà khi tập bang chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chẳng nên dễ vui. À ma phan tê chúng con xin thành kính phụng hành. Sĩ lê na su tình danh tí, sĩ lê na phu có sám bà đa, sĩ lê na phu tình danh tí, ta sa ma sĩ lê na su. Tha dê, người giữ giới hằng được phú túc mãn chung thọ sanh là cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thu lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những ở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung. Và tu sắp mang băng gà lăng rạc khăn tu sắp bê đê và ta sắp bà bù đà nụ phá quê nê sá đà sá thi phá quân tu tê. Và qua tu sắp bà mang gà lăng rạc khăn tu sắp bê đê và ta sắp bà hàm mà nụ phá quê nê sá đà sá thi phá quân tu tê. Và qua tu sắp bà mang gà lăng rạc khăn tu sắp bê đê và ta sắp bà sẵn khá nụ phá quê nê sá đà sá thi phá quân tu tê. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo Pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu sa thu nam mô bút tha ya nam mô tham ma ya nam mô sang kha ya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con, và con thành kính đảnh lễ thượng tọa giác đẳng cùng chư tôn đức và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Tha.
Dạ, Nam Mô Bhuddhaya. Đây là chương trình Phật Pháp của Bhuddha Dhamma trên Phao Thóp mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ PM. Tên 8 giờ, 9 giờ đến 11 giờ sáng. Dạ, để con đi này. Chút xíu. Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6. Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con tự mẫn thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2020. Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Bài học phân đoạn 094 đến 098 sẽ do Thượng Tọa Tệ Quyền giảng giải. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo, chúng con thành kính cung thỉnh. Ngài Thượng Tọa Tệ Siêu từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay cho chúng con ạ. Nam mô Bhuddhaya. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Vân Đệ Tử Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Bài kinh Song Tầm Đề Tha Vô Tất Cá Sụt Cá. Ở đây chữ Đề Tha hay là chữ Đi Tha, tức là hai loại. Bài kinh này chữ Đề Tha Vô Tất Cá có nghĩa là hai cái trạng thái suy tư đối lập. Ở đây dịch là song tầm, nhiều khi chúng ta bị lầm là hai cái suy tư song hành hay đồng hành. Thực không có đồng hành được, bởi vì dục tầm với ly dục tầm là hai cái tư duy đối chọi với nhau. Sân tầm với ly vô sân tầm là hai cái tư duy đối chọi với nhau. Hải tầm và bất hải tầm là hai cái tư duy đối chọi với nhau. Cho nên cái chữ đưa theo với tất cả, mặc dù bản dịch thì gọi là sông tầm, nhưng mà chúng ta phải hiểu là hai loại tầm, hai loại tư duy đối lập với nhau. Và đây là một cái pháp môn tu tập về tưởng, về tầm, về tư duy mà Đức Thế Tôn Ngài đã kể lại những kinh nghiệm bản thân của Ngài trước khi thành đạo về tư duy nội tại. Sự tu tập của một vị tỳ kheo
tất nhiên về hình tướng, về quy nghi tế hạnh thì cũng cần thiết, vì cái đó là luật nghi. Nhưng mà điều làm cho đạt đến cái sự giải thoát thánh thiện đó, thì đó là cái tư duy nội tại, biết những cái tư duy nào nên sanh khởi và tư duy nào nên trừ diệt. Chúng ta chỉ tu tập như vậy thôi. Đó là cái ý nghĩa mà trong bài kinh Đưa Thao Với Tất Cá số 8 mà Đức Phật Ngài đã dạy. Hôm nay thì lẽ ra do Thượng Tọa Tiểu Quyền giảng giải, nhưng mà Thượng Tọa Tiểu Quyền lúc rời bận nhiều công việc ở tại chùa vào buổi tối, cho nên hôm nay cũng không có thuyết được. Và do vậy cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điền khuyết để giảng cho bài học hôm nay. Bây giờ thì xin mời cô Từ Mẫn. Đọc cho chánh kinh, rồi sau đó xin cùng thỉnh Thượng Tọa Giáo Sư thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Ngài Thượng Tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Và sau đây con xin đọc bài chánh kinh. Tầm quý tắc cá trong Phật học có nghĩa là hướng tâm, suy nghĩ, tư duy. Song tầm có nghĩa là hai trạng thái suy tư đối lập chứ không phải là đồng hành. Gọi là kinh song tầm vì đó là nội dung pháp thoại Đức Thế Tôn kể lại kinh nghiệm bản thân của Ngài trước khi hành đạo về tư duy nội tại. Đây là một trong nhiều pháp thoại hàng ngày được Đức Phật dạy cho chư tỳ kheo tại chùa Kỳ Viên Xá Vệ. Nói đến đời sống nội tâm, Đức Phật thường đề cập đến sự hướng tâm suy nghĩ, và trong thuật ngữ Phật học gọi là suy tầm quy tắc khá. Trước khi hành đạo, Đức Bồ Tát có nhiều trách nhiệm nội tại, và sau này chính Ngài Đức Phật đã kể lại những kinh nghiệm thực tế quý báu, mặc dù trong tam tạng. Có rất nhiều đoạn kể lại sự tu tập trải nghiệm của Bậc Đạo Sư trước thành đạo, nhưng rất tiếc đây là những chi tiết ít khi được quan tâm bởi người Phật tử Việt Nam ngoài sự kiện tu khổ hạnh. 093. Hai khuynh hướng nội tại. Kinh văn. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sa Vát Thí Xá Vệ tại Chê Tá Quá Ná Kỳ Đà Lâm, vườn ông Á Ná Thá Biên Bí Cá các cô độc. Tại đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo, chư tỳ kheo, thưa vâng. Các tỳ kheo thay ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: chư tỳ kheo, trước khi ta giác ngộ, khi chưa thành chánh giác và còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: ta sống suy tư và chia hai suy tầm. Chư tỳ kheo, phàm có dục tầm nào, sân tầm nào, hại tầm nào, ta phân thành phần thứ nhất: phàm có ly dục tầm nào, vô sân tầm nào, vô hại tầm nào, ta phân thành phần thứ hai. Ngữ và nghĩa.
tâm quy tất cả là một sự hướng tâm suy nghĩ tư duy, một hiện tượng rất dễ nắm bắt nhận diện bởi hành giả tu tập. Nhiều người khi nói đến tu tập tâm ý cảm thấy rất mơ hồ, vì tánh cách trừu tượng của tâm với người tu tập thì điểm cần lưu quan sát là ý hướng nội tại. Thí dụ trong giai đoạn nào đó tâm thường nghĩ tới những hưởng thụ dục lạc, hay bận tâm với những phiền hà thù oán với tha nhân, hành giả từ đó hiểu được suy tầm của tâm đang trong trạng thái nào. 094. Phân biệt cách suy tư của bản thân có thể phân biệt bằng cách nhìn vào hệ quả của tư duy. Kinh văn: Chư tỳ kheo, rồi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần khi dục tầm khởi lên. Ta tuệ tri, dục tầm này khởi lên ta nơi ta, và dục tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, diệt trí tệ, dự phần vào phiền não không đưa đến niết bàn. Chư tỳ kheo, khi ta suy tư dục tầm này đưa đến tự hại, dục tầm được biến mất. Chư tỳ kheo, khi ta suy tư dục tầm đưa đến hại người, dục tầm được biến mất. Chư tỳ kheo, khi ta suy tư dục tầm đưa đến hại cả hai, dục tầm được biến mất. Chư tỳ kheo, khi ta suy tư dục tầm diệt trí tệ, dự phần vào phiền não không đưa đến niết bàn, dục tầm được biến mất. Chư tỳ kheo, như vậy ta tiếp tục từ bỏ, xả ly và đoạn tận dục tầm. Chư tỳ kheo, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần sân tầm khởi lên như trên, hại tầm khởi lên, ta tuệ tri, hại tầm này khởi lên nơi ta, và hại tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, diệt trí tệ, dự phần vào phiền não không đưa đến niết bàn. Chư tỳ kheo, khi ta suy tư hại tầm này đưa đến tự hại, hại tầm diệt trí tệ, dự phần vào phiền não không đưa đến niết bàn, hại tầm biến mất. Chư tỳ kheo, như vậy ta tiếp tục từ bỏ, xả ly và đoạn tận hại tầm. Chư tỳ kheo, tỳ kheo suy tư quán sát nhiều vấn đề gì, thời tâm sanh khuynh hướng đối vấn đề ấy. Chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo suy tư quán sát nhiều về dục tầm, vị ấy từ bỏ ly dục tầm. Khi tâm đã nặng về dục tầm, thời tâm vị ấy có khuynh hướng về dục tầm. Chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo suy tư quán sát nhiều về sân tầm như trên, về hại tầm, vị ấy từ bỏ vô hại tầm. Khi tâm đã đặt nặng về hại tầm, thời tâm vị ấy có khuynh hướng về hại tầm. Chư tỳ kheo, ví như vào cuối tháng mùa mưa, về mùa thu, khi lúa đã trổ hạt, một người một đồng chăn giữ bò, cầm roi đánh các con bò bên này đánh bên kia, chế ngự chúng, ngăn chặn chúng. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo, vì người một đồng thấy do nhân duyên này đưa đến sự chết, sự tù tội, sự đánh đập hay sự trách móc. Chư tỳ kheo, cũng vậy, ta đã thấy sự nguy hại, sự hạ liệt phơi nhiễm của các pháp bất thiện, và thấy sự viễn ly, sự lợi ích, sự thanh tịnh của các bậc thiện pháp. Chư tỳ kheo, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần như vậy, khi ly dục tầm khởi lên, ta tuệ tri như vậy, ly dục tầm này khởi lên nơi ta, và ly dục tầm này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào phiền não đưa đến niết bàn. Chư tỳ kheo, nếu ban đêm ta suy tư quán sát về ly dục tầm, không phải từ nhân duyên ấy ta thấy sợ hãi. Chư tỳ kheo, nếu ban ngày ta suy tư quán sát về ly dục tầm, không phải từ nhân duyên ấy ta thấy sợ hãi. Chư tỳ kheo, nếu ban đêm, ban ngày ta suy tư quán sát về ly dục tầm, không phải từ nhân duyên ấy ta thấy sợ hãi.
và ta suy tư quán sát quá lâu, thân ta có thể mệt mỏi. Khi thân mệt mỏi thì tâm bị dao động, khi tâm bị dao động thì tâm rất khó được định tĩnh. Chư tỳ kheo, rồi tự nội thân ta trấn an tâm, trấn tĩnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Vì sao vậy? Vì để tâm ta khỏi dao động. Chư tỳ kheo, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần như vậy, khi vô sân tầm khởi lên như trên, vô hại tầm khởi lên, ta tuệ tri như vậy. Vô hại tầm này khởi lên nơi ta, và vô hại tầm này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Tăng trưởng trí tuệ không dự phần vào phiền não đưa đến niết bàn. Chư tỳ kheo, nếu ban đêm không phải từ nhân duyên ấy mà ta thấy sợ hãi, và nếu ta suy tư quán sát quá lâu, thân ta có thể mệt mỏi. Khi thân ta mệt mỏi thì tâm bị dao động, khi tâm bị dao động tâm rất khó được định. Chư tỳ kheo, rồi tự nội thân ta trấn an tâm, trấn tĩnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Vì sao vậy? Vì để tâm ta khỏi dao động. Không chín năm. Khởi niệm dẫn đến thiên thiên nặng, từ suy tư đưa đến đặt nặng, từ đặt nặng đưa đến khuynh hướng thiên về. Kinh văn: chư tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo suy tư quán sát nhiều về vấn đề gì, thời tâm sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy. Chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo suy tư quán sát nhiều về ly dục tầm, vị ấy từ bỏ dục tầm. Khi tầm đã đặt nặng về, khi tâm đã đặt nặng về ly dục tầm, tâm vị ấy có khuynh hướng về ly dục tầm. Chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo suy tư quán sát nhiều về vô tầm như trên, nếu tỳ kheo suy tư quán sát nhiều về bất hại tầm, vị ấy từ bỏ hại tầm. Khi tâm đã đặt nặng về vấn đề hại tầm, thời tâm vị ấy có khuynh hướng về bất hại tầm. Chư tỳ kheo, ví như vào cuối tháng hè, khi tất cả lúa gạo đã cất vào kho thóc, một người một đồng chăn giữ các con bò, khi người một đồng ở dưới gốc cây hay ở ngoài trời, người ấy có thể nghĩ đến có việc cần phải làm, và người ấy nghĩ đây là những con bò. Chư tỳ kheo, cũng vậy, ở đây có nhiều việc cần phải làm, và ta nghĩ đây là những pháp. Chư tỳ kheo, ta phát tâm dũng mãnh, tinh tấn, không có tiêu cực, niệm không tán loạn được an trú, thân được an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh, nhất tâm. Những điểm cần nhớ: bất thiện tầm là ba thứ suy tầm. A. Dục tầm hay hướng tâm tầm cầu dục lạc. B. Sân tầm hay hướng tâm theo những bất mãn, bực tức. C. Hại tầm hay hướng tâm theo những suy đoán, suy tính, quán thù. Thiện tầm là ba suy tầm đối lập với bất thiện tầm. A. Ly dục tầm là tư duy về sự từ bỏ không dính mắc. B. Ly sân tầm là tư duy về sự hòa ái hay từ tâm. C. Ly hại tầm là suy tư với sự cảm thông nỗi khổ của chúng sanh hay bi tâm. 095. Từ nhận thức về song tầm đến chứng đạt tam minh của Đức Bồ Tát. Thấy được khuynh hướng tư duy là thấy được mấu chốt của sự chuyển hóa. Kinh văn: chư tỳ kheo, ta ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, nội trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, diệt tầm và tứ. Ta chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ và các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Ta chứng và an trú thiền thứ ba, xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước. Ta chứng và trú thiền thứ tư,
tâm khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng trí, ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp, ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ này, tại chỗ này, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ này, ta được sanh ra ở đây. Như vậy ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Chư tỳ kheo, trong đêm canh đầu, ta chứng được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cận. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến sanh tử trí về chúng sanh, ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sanh, ta tuệ tri rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, theo tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú, cõi trời trên đời này, như vậy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống chết của chúng sanh, ta tuệ tri rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Chư tỳ kheo, trong đêm canh giữa, ta chứng được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến lầu tận trí, ta thắng trí, thắng tri như thật, đây là khổ, thắng tri như thật, đây là nguyên nhân của khổ, thắng tri như thật, đây là khổ diệt, thắng tri như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt, thắng tri như thật, đây là những lậu hoặc, thắng tri như thật, đây là nguyên nhân các lậu hoặc, thắng tri như thật, đây là các lậu hoặc diệt, thắng tri như thật, đây là con đường đưa đến các lậu hoặc diệt. Nhờ biết như vậy, như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết, ta đã giải thoát, ta đã thắng tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Chư tỳ kheo, trong đêm canh ba, ta chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. 097. Lời kêu gọi của Đức Từ Phụ, từ cái nhìn của bậc đại giác khởi lên đại bi tâm đối với hậu tấn. Kinh văn, chư tỳ kheo,
Giống như trong khu rừng rậm rạp có một hồ nước lớn, thâm sâu và một đoàn nai lớn sống gần một bên. Có một người đến không muốn chúng được lợi ích, không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn. Nếu có con đường nào được yên ổn, được an toàn đưa đến hoan hỷ, người ấy sẽ chặn đóng con đường này lại, sẽ mở con đường nguy hiểm, sẽ đặt con mồi đực, sẽ đặt con mồi cái, chư tỳ kheo. Như vậy sau một thời gian đoàn nai lớn ấy gặp ách nạn và hao mòn dần. Chư tỳ kheo, có một người đến, muốn đoàn nai ấy được lợi ích, muốn chúng được hạnh phúc, muốn chúng được an ổn với các ách nạn. Nếu có con đường nào được yên ổn và được an toàn, người ấy sẽ mở con đường này, sẽ đóng con đường nguy hiểm lại, sẽ đem con mồi đực đi, sẽ hủy bỏ con mồi cái. Chư tỳ kheo, như vậy đoàn nai lớn ấy sau một thời gian sẽ được tăng trưởng hưng thịnh thành mãn. Chư tỳ kheo, ta nói ví dụ ấy để giải thích ý nghĩa như sau. Chư tỳ kheo, hồ nước lớn thâm sâu chỉ cho các dục. Chư tỳ kheo, đoàn nai lớn chỉ cho các loài hữu tình. Chư tỳ kheo, con người không muốn chúng được lợi ích, không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn, chỉ cho ác ma. Chư tỳ kheo, con đường nguy hiểm chỉ cho con đường tà đạo có tám ngành, tức là tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Chư tỳ kheo, con mồi đực chỉ cho hỷ và tham. Chư tỳ kheo, con mồi cái chỉ cho vô minh. Chư tỳ kheo, con người muốn chúng được lợi ích, muốn chúng được hạnh phúc, muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn, chỉ cho Như Lai. Bậc A-la-hán chánh đẳng giác, con đường yên ổn an toàn đưa đến hoan hỷ chỉ cho con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chư tỳ kheo, như vậy ta mở con đường yên ổn an toàn đưa đến hoan hỷ, ta đóng con đường nguy hiểm, ta mang đi con mồi đực, ta hủy bỏ con mồi cái. Chư tỳ kheo, những gì vị đạo sư cần phải làm cho các đệ tử vì lòng thương tưởng họ, những điều ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng các người. Chư tỳ kheo, đây là các gốc cây, đây là các chỗ trống, hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của ta. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay cho chúng con. Nam mô Bức Tha Giá. Con thành kính tri ân quý ngài, quý sư và quý đạo tràng. Dạ, con kính dâng mít cho ngài. Nam mô Bức Tha Giá. Kính đại lễ chư tập tổ sư, đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi chúng ta đọc về lịch sử Phật hay là cuộc đời Đức Phật, có một điểm mà Dương Thường muốn nhắc ở tại đây là đa số những quyển sách về cuộc đời Đức Phật trong tiếng Việt thì chúng ta chỉ nhắc nhiều về 6 năm tu khổ hạnh trước khi thành đạo. Thậm chí có một số Phật tử hiểu lầm là Đức Thế Tôn tu khổ hạnh 6 năm, rồi nhờ 6 năm đó ngài thành đạo. Ý muốn nói rằng Đức Thế Tôn tu hành rất là cực khổ. Nhưng mà thật ra thì Đức Thế Tôn có bỏ ra 6 năm tu khổ hạnh, nhưng mà ngài đã từ bỏ khổ hạnh đó để chọn con đường trung đạo. Từ con đường trung đạo thì ngài mới trở về cội Bồ Đề và ngài đến cội Bồ Đề và thành đạo. Nhưng mà những suy tư của Đức Thế Tôn trước khi ngài thành đạo, những suy tư này được Đức Thế Tôn kể qua nhiều bài kinh,
như là kinh Sách Chất Cá, Đại Kinh, hay là hôm nay chúng ta đọc ở trong kinh Sông Đồng. Như vậy thì Đức Thế Tôn không phải chỉ có tu khổ hạnh trước khi là thành đạo, mà ở trong việc thực hành con đường tu đạo thì Đức Thế Tôn đã có rất nhiều suy tư, chiêm nghiệm về bản thân của Ngài. Và từ những suy tư này đã khai triển con đường thiền định chứng đạt tâm minh ở dưới cõi Bồ Đề. Ở đây là một kinh nghiệm rất là quan trọng mà Đức Thế Tôn kể lại trong một pháp thoại ở tại chùa Kỳ Viên khi Ngài giảng cho Chư Tăng. Thứ gì trong bài kinh này, Đức Thế Tôn Ngài dùng cái chữ Vitakka. Vitakka Ngài dùng cái chữ tâm. Tâm ở đây thường chúng ta nghe giống như tầm cầu hay là truy tầm. Nhưng chữ tâm là một cái thuật ngữ Phật học quan trọng lắm. Tâm có nghĩa là suy tư, nghĩa là hướng tâm. Ví dụ như trong kinh Sakkapanha Đế Thích Sở Vấn có những cái câu Đức Phật này rằng có những loại tâm nên thân cận và có những loại cái tâm không nên thân cận. Thì chúng ta mới nghe thì nghĩ là lạ lạ, thân cận với người chứ sao thân cận với tâm, và tâm đó là gì? Mà nếu chúng ta hiểu cho đúng nghĩa đó, thì có những cái suy tư nên thường có và có những suy tư không nên thường có. Thì ở đó chúng ta gọi là tâm. Lấy một ví dụ như vậy là cuộc sống của chúng ta mỗi một lúc đó, chúng ta có khuynh hướng. Ví dụ như có một lúc nào đó chúng ta bỏ nhiều thời giờ cho cái công việc làm vườn. Làm vườn thời gian mình chán, mình có cái khuynh hướng nghĩ đến chuyện đi du lịch. Khi mình có khuynh hướng nghĩ đến du lịch thì sáng trưa chiều tối ngày này qua ngày khác chúng ta thường để tâm về việc đó. Hay là có lúc chúng ta đặt nặng về vấn đề chính trị, có lúc chúng ta đặt về vấn đề ẩm thực, thì cái khuynh hướng mà suy tư nó có tính cách nghiêng nặng về, có tính cách miên man, có tính cách xu hướng đó. Nó là một cái đặc điểm của cái gọi là vitakka hay là tâm. Nếu chúng ta để ý con người sống trong đời này, ngay cả người tốt hay người xấu, người có tu hay không có tu, già trẻ bé lớn, ở mọi cái thành phần giai cấp xã hội đó, đều có một cái cuộc sống mà giống nhau ở điểm là mỗi một lúc, mỗi một giai đoạn, chúng ta có một cái khuynh hướng về cái gì đó. Với cái khuynh hướng đó, chúng ta thường dành nhiều thời giờ. Phật tử nào mà sống ở tại Mỹ hiện tại bây giờ, người ta đang có cái khuynh hướng về chính trị. Chính trị bởi vì bầu cử sắp đến và phải giải quyết những vấn đề lớn của xã hội như là đại dịch hay kinh tế. Và do vậy có rất nhiều người bàn về vấn đề chính trị. Và thậm chí giống như cái chuyện đó là cái chuyện mà sanh tử, chuyện đó là chuyện bắt buộc. Nhưng mà rồi một thời gian qua thì nó là lắng yên xuống. Ở trong cái trào lưu của xã hội nó có những cái cơn sốt. Cơn sốt ví dụ như là có một thời Apple mới ra thì hầu như là những cái tin tức liên quan đến iPhone nói rất nhiều và nó tràn ngập ở các cái trang báo. Và lúc đó người ta để ý rất nhiều. Và cái gì người ta để ý rất nhiều thì những nhà báo họ hay biết nhiều về cái đó. Đó là cái khuynh hướng, cái trào lưu. Chúng ta gọi là trào lưu. Thì cái khuynh hướng hay trào lưu đó, đó là phương diện xã hội. Nhưng mà trên phương diện nội tâm của chúng ta thì có chứ không phải không có. Nếu chúng ta để ý cho kỹ, có lúc chúng ta rất quan trọng việc đó. Và một thời gian sau chúng ta trở nên ơ hờ. Thời gian sau chúng ta không có nghĩ nhiều về việc đó nữa. Như là có những người có lúc đó, để ý cái chuyện mà nhà cửa nhiều, có lúc để ý chuyện đi mua sắm quần áo nhiều, có lúc để ý chuyện làm vườn nhiều, có lúc để ý chuyện đi chơi nhiều, vân vân.
Thì bây giờ thưa quý vị, Đức Phật Ngài dạy rằng chính bản thân của Ngài và kể cả người tu tập nói chung đó, là chúng ta phải ngồi xuống để đối diện và nhìn vào những cái khuynh hướng của nội tâm. Mà có ba cái khuynh hướng mà chúng ta gọi là tư duy hay là tâm. Ở đây có dùng dịch chữ gọi là suy tầm, nó ngắn chữ tầm thôi, nhưng mà chữ suy tầm thì nghe nó cũng dễ, nghe cũng dễ nhớ. Suy tầm chúng ta tạm gọi là một một cái khuynh hướng suy nghĩ, cái khuynh hướng suy nghĩ. Thì trong suy tầm này có ba điều là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Thứ nhất thì là con người và là nhân loại trong thế giới ngày hôm nay, đa phần là chúng ta sống có cái sự tương tác với những người chung quanh. Những người chung quanh có thể là cha mẹ, anh chị em, có thể là những bạn đồng nghiệp, có thể là những người hàng xóm, có thể những bạn hữu đi chùa, người gần gần kẻ xa, vân vân. Chính cái sự tương tác qua lại giữa chúng ta và người chung quanh, nó chiếm phần lớn cái thời giờ và cái tâm trí của chúng ta. Thì trong cái suy nghĩ đó, nó có ba cái khuynh hướng rõ rệt lắm. Một là chúng ta suy nghĩ ở trong tính cách là ham muốn, gọi là dục tư duy. Dục tư duy, ví dụ như là sự ham muốn với một người khác phái, sự ham muốn đối với người này người khác, hay là một người nào đó họ có cái không hẳn là về vấn đề giới tính, mà vấn đề là mình thích một người nào đó, mình hay nói thường về người đó, mình nhắc thường, mình muốn gần người đó, gọi là dục tư duy. Ví dụ như chúng ta tìm được một người bạn rất là thân, người đó họ có gì đó, mình nghĩ thường, gọi là dục tư duy. Và bên cạnh cái dục tư duy đó thì nó còn có một thứ khác gọi là sân tư duy. Sân tư duy là sự bực bội, khó chịu. Chúng ta để ý như vậy là khi mà chúng ta bực bội một người nào đó đó, không phải là người đó là người xấu nhất trong cuộc đời này. Không phải như vậy. Tại còn có nhiều người xấu hơn, mà tại sao chúng ta không bực? Tại vì lý do là do một cái nhân, một cái duyên gì đó mình liên tưởng đến người đó nhiều. Và khi suy nghĩ về người đó nhiều thì mình đâm ra nó tạo nên những sự bực bội, khó chịu, phê phán, chỉ trích. Cái đó trong Phật Pháp gọi là sân tư duy. Rồi bên cạnh cái sân tư duy đó, nó lại có một cái khác gọi là hại tư duy. Hại tư duy, ví dụ cái người đó chúng ta quá ghét, và chúng ta quá ghét trở nên mình cảm thấy mình hận thù, cảm thấy rằng mình muốn người đó bị cái này bị cái kia. Vì cái sân tư duy nó bất hại tư duy đó, nó rất là dễ nếu cái sân tư duy quá mạnh. Ở đây thưa quý vị, chúng tôi có thời gian gần đây đó, thì chúng tôi có đọc một cái bài viết, và ở trong bài viết này họ đề cập đến có những cái trường hợp ở tại Mỹ là những người họ rất là ghét mang khẩu trang. Chẳng như họ ghét mang khẩu trang, họ còn thù mang khẩu trang nữa. Nghĩa là họ đi lên xe bus hay là họ đi vào trong cái tiệm nào đó, mà ai mà nhắc họ mang khẩu trang thì họ đánh những người đó, rút dao đâm người đó, thậm chí là họ lấy súng bắn người đó. Thì thưa quý vị, như quý Phật tử ở Việt Nam đó, thì quý vị không có thấy cái chuyện nặng nề đâu. Ở Việt Nam không có ai nghe mà chống đối chuyện mang khẩu trang mà mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà ở tại Mỹ thì vấn đề mang khẩu trang nó trở thành một cái biểu tượng của chính trị. Và ví dụ như có những người ủng hộ Tổng thống Trump mà ủng hộ rất là mạnh, mà nghe có ai mà mang khẩu trang thì họ nghĩ là người chống được Tổng thống Trump, và do vậy họ trở nên họ bực bội. Thì cái khẩu trang ở tại Mỹ bây giờ nó trở thành một cái biểu tượng của chính trị. Nhưng mà điều mà chúng tôi nói như vậy là có một cái lời bình luận, có một lời bình luận ở dưới bài viết đó,
Thì cái lời bình luận này đó, họ nói là thật ra những người nào mà họ chống lại mang khẩu trang thì đừng đừng có ý kiến gì hết, cứ để họ không mang khẩu trang. Nếu những người đó họ lây nhiễm mà họ chết thì tốt cho thế giới này. À, cái câu nói đó đó nó lại có cái tính cách là hơi đi quá xa. Dạ, đi quá xa. Ví dụ như cái người không mang khẩu trang làm cho chúng ta ghét thì nó chỉ mới là sân vi duy say. Nhưng mà mình nghĩ rằng những người không mang khẩu trang cho họ nhiễm, cho họ chết đi, thì họ chết để thế giới này, thì cái đó nó bước qua một cái gọi là hại tư duy. Và cái hại tư duy này đó mới có nghe đó thì nó chỉ là một cái ý nghĩ vô thưởng vô phạt. Nhưng mà nếu điều này nó ăn sâu vào trong tâm thức của chúng ta đó, thì đối với cái nhìn của Đức Phật nó rất là tai hại. Bởi vì chúng ta không có để ý, trong cuộc đời có những lời nói rất độc ác, hay là có những lời nói chúng ta gọi là rủa xả hay là nguyền rủa đó, thì những lời rủa xả nguyền rủa này đó, mặc dù nó chỉ là một cái sự phẫn nộ, nó chỉ là sự căm phẫn, nhưng mà trong căm phẫn nó nhắm vào một người nào đó, một tầng lớp nào đó, và mình nghĩ rằng nếu cái sự tai hại, nếu sự nguy hiểm xảy ra người đó, đó thì mình vừa lòng hả dạ, thì cái đó nó thuộc về hại tư duy. Và cái hại tư duy này nó đậm đặc, nó nặng hơn là cái sân tư duy là nhiều. Ở trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta không hài lòng với ai, không bằng lòng với ai, mà mình chỉ nghĩ đơn thuần là mình không hài lòng thì nó không đến nỗi. Nhưng một lúc nào đó mà mình nghĩ rằng làm sao cho những chúng sanh đó bị khổ, bị nạn hay là biến mất giữa cõi đời này, thì cái đó nó thuộc về hại tư duy. Thì chúng ta thấy một cái ý nghĩa mà gọi là tương tác trong xã hội hay tương tác giữa người này người kia đó, nó là một cái nhu cầu của cuộc sống. Cuộc sống ai cũng có người quen, ai cũng có tiếp xúc xa gần, chuyện đó bình thường. Nhưng mà rồi chúng ta phải cẩn thận với cái tương tác đó, tại vì trong sự tương tác đó ba cái vọng niệm thường khởi lên, đó là dục niệm, sân niệm và hại niệm. Dục niệm ở đây chúng ta là gọi là sân tư duy và hại tư duy, và trong bài kinh này đặc biệt đề cập đến dục tâm, sân tâm, hại tâm. Những điều này nó đi qua cái gọi là đường tơ kẻ tóc thôi. Dạ, đường tơ kẻ tóc. Trong một bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, thì Đức Phật Ngài có đề cập đến 9 trường hợp. Mà 9 trường hợp đó, đó nó dẫn chúng ta tạo thành những cái tư duy bất thiện. Thí dụ như là do mình quá thương người này mà ai đụng chạm đến người đó thì chúng ta cũng thù được. Mình thù một người nào đó bởi vì người đó làm hại người thương của mình. Hay là mình thù nào đó, người nào đó bởi vì người đó làm bị cho kẻ thù của mình. Mình thù một người nào đó là bởi vì duy nhất là mình nghĩ rằng vì cái đi ngược lại chính mình. Và điều này rất là nhiều. Thí dụ như đơn giản là chúng ta mang một cái khuynh hướng xã hội, giả sử như vậy là chúng ta là người chống lại cái việc phá thai và muốn chuyện phá thai phải chấm dứt. Nhưng mà ai mà có cái khuynh hướng chấp nhận phá thai thì chúng ta coi người đó là người đầy tội ác. Và từ chỗ người đó tội ác thì chúng ta vẽ ra một hình ảnh rất là ghê gớm. Nhưng mà đôi khi quan điểm nó chỉ là quan điểm thôi. Cái tư tưởng của chúng ta rất khó nó dừng lại ở một điểm nào đó, mà thường là nó đi quá xa và cực đoan. Hay là ở trong cộng đồng Phật giáo có trường hợp là những người Phật tử quá thích một vị thầy nào đó, nhưng mà người khác thì chỉ thích vị thầy đó, thì đâm ra thù hận quán thù. Không phải chỉ có hôm nay thưa quý vị, từ ngàn xưa khi mà Đức Phật còn tại thế đó, thì cái việc mà tranh luận, sùng bái, chỉ trích đối với các vị giáo chủ, đối với các cái trường phái, các cái giáo phái, đối với người này người kia, cái chuyện xảy ra lớn lắm chứ không nhỏ. Thậm chí như là chúng ta thấy rằng những người ngoại đạo còn có cái giả tâm để
vu cáo Đức Phật, cho nàng Sundari đến chùa Kỳ Viên thường xuyên, rồi sau đó giết nàng Sundari, rồi vu cáo cho Đức Phật vân vân. Thì chuyện đó nhiều. Tại sao những chuyện đó xảy ra? Bởi vì ở trong một cái điểm tự nhiên của loài người, của chúng sanh đó, là luôn 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 là trôi dạt, luôn luôn là bị cuốn hút vào dục tư duy, sân tư duy và hạn tư duy. Có một lần chúng tôi xem một cái phim ở IMAX, cái màn ảnh lớn lắm, họ chiếu về một cái vòng nước xoáy ở trong biển, mà cái vòng nước xoáy đó nó rút vào một cái túi rỗng bí mật ở dưới lòng đất, và khiến cho cái vòng nước xoáy đó nó rất là dễ sợ. Có những cái vật thể mà lớn mà quăng vào trong đó nó cũng bị cuốn rút xuống dưới. Thì nhìn vòng xoáy đó thì chúng tôi lại suy tưởng đến điều mà Đức Phật dạy về các cái mà chúng ta gọi là suy tầm. Dạ, suy tầm ở tại đây, nếu chúng ta ngồi nghĩ cho kỹ đó, thì ba cái lực của dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, nó trở thành những cái khuynh hướng cố hữu, nó trở thành những cái vòng xoáy mà nó cuốn hút và tất cả những sự việc ở trong đời. Buổi sáng mình mở tin tức ra mình xem, và đi ra ngoài tiếp xúc người này người kia, hay suy gẫm cái trong cuộc sống nội tâm của mình, thì chúng ta luôn luôn là bị ám ảnh, bị cuốn hút, bị lôi kéo vào ba thứ gọi là dục tầm, sân tầm và hại tầm. Đức Thế Tôn ngài khác với chúng sanh trong cuộc đời này là thay vì buông mình, thay vì để cho những suy tầm đó nó trở thành một thứ bản năng, nó trở thành một cái lực để cuốn hút, thì ngài là một giác giả, ngài là một giác hữu tình, tức là một chúng sanh sống có ý thức, ngài đặt lại vấn đề. Thì vấn đề mà Đức Thế Tôn ngài đặt lại ở tại đây đó là cái sự suy tầm nó có hại người, nó có hại mình hay là không hại với mình, nó có hại người hay không hại người, hoặc là hại cả hai hoặc không hại cả hai. Nói một cách khác là hại người, hại mình, hại cả hai, hay là vô hại đối với mình, vô hại đối với người, vô hại đối với cả hai. À, cái đấy có đó thì khác biệt. Ví dụ như bây giờ đối với một người hoàn toàn xa lạ, chúng ta không có biết tới, chúng ta không biết tới. Chúng ta nói ví dụ như là một nhân vật chính trị nào đó ở Washington DC mà chúng ta chưa từng gặp, chúng ta chưa từng tiếp xúc, mà chỉ qua báo chí mà chúng ta nghe người đó bày tỏ một quan điểm, và do họ bày tỏ quan điểm chúng ta quá tức, quá thương, thì chúng ta ca tụng người đó lên mây. Và đồng thời nếu cái quan điểm đó mà nó trái chống với chúng ta thì chúng ta trở nên thù hận người đó, mặc dù chúng ta chưa từng gặp người đó. Thì như vậy đó, mình nghĩ trong lòng mình là ô, cái chuyện đó vô hại, nó không có ăn thua gì hết. Nhưng mà kỳ thật không phải như vậy. Dĩ nhiên là mình không cầm súng đi bắn người đó, hay là dĩ nhiên là mình không có trao mạng mình cho người đó. Nhưng mà người đó đó trở thành một cái tác động, và tác động đó khiến cho tâm tư của chúng ta bị dao động. Và do tâm tư chúng ta bị dao động, chúng ta không có khinh an. Về điểm này đó, thì Đức Thế Tôn khi trước khi ngài giác ngộ, ngài dạy rất kỹ về cái sự dao động. Chúng tôi nhớ là ngày xưa Hòa Thượng Hộ Giác ngài có nói một câu là con người chúng ta cái tâm giống như cục bột vậy. Cuộc đời họ muốn nặng tròn thì tròn, nặng vuông thì vuông. Có nghĩa là khi người ta muốn mình thì họ khen mình cho mình cảm thấy sung sướng, và khi người ta muốn cho mình bực tức thì họ chê mình, họ công kích mình, công kích người thân mình thì mình nổi giận lên. Thì nếu chúng ta không có khéo, không có khéo để ý cái tâm của mình, thì đúng là cái tâm mình nó giống như người ta muốn nặng vuông thì vuông, muốn nặng tròn thì tròn, và do vậy chúng ta bị cuốn hút theo. Tại sao người ta quảng cáo, tại sao người ta bỏ ra hàng tỷ đô la để tác động nhân tâm? Hiện tại bây giờ nước Mỹ không phải chỉ bị cái họa của Covid-19 như người ta nghĩ đâu,
ai cũng nghĩ rằng nước Mỹ đang bị bệnh dịch, nhưng mà thật ra nước Mỹ đang bị một cái bệnh trầm kha khác đó. Đó là cái tâm tư của chúng con người đó dễ bị ảnh hưởng bởi quảng cáo. Có một điều chắc chắn rõ ràng là cái quảng cáo nó có một cái sức ảnh hưởng rất là lớn. Chúng ta cứ tưởng tượng một năm người Mỹ không phải bỏ ra 500-700 triệu, họ bỏ ra hàng trăm tỷ cho tiền quảng cáo trên các cơ quan truyền thông. Tại vì quảng cáo ảnh hưởng cái xu thế, ảnh hưởng cái suy tư, cái tâm tính của con người. Tại sao người ta mua uống nước Coke nhiều, uống Pepsi nhiều mà không uống những nước khác nhiều? Đơn giản là Pepsi và Coke họ bỏ ra rất nhiều tiền quảng cáo. Và những cái quảng cáo này của họ đó là họ thuê những người rất là nổi tiếng. Ví dụ ngày xưa ca sĩ Michael Jackson chẳng hạn, hay là những người nào nổi tiếng họ trả số tiền lớn. Và những người trẻ hâm mộ những người đó, khi người đó quảng cáo thì rất lớn trẻ là họ có cái thứ là uống cái nước đó. Mà không hẳn nước đó nó ngon hơn hay là nó tốt cho sức khỏe hơn, vì vấn đề quảng cáo thôi. Thì từ cái quảng cáo sản phẩm đó, nó biến sang cái vấn đề quảng cáo về chính trị. Chúng tôi lấy một ví dụ là không có ai tưởng tượng rằng nước Mỹ một cuộc bầu cử, vận động bầu cử, một vị tổng thống Mỹ đã đắc cử như tổng thống Bush, tổng thống Clinton, tổng thống Obama đó, mỗi một người, một vị tổng thống như vậy trung bình xài gần 1 tỷ Mỹ kim ở trong vận động tranh cử. Và hầu hết cái 1 tỷ Mỹ kim đó đó là trả vào cái tiền quảng cáo. Quảng cáo rất lớn thưa quý vị. Quảng cáo nó ảnh hưởng cái suy tư của con người. Và do vậy bây giờ những cái mạng xã hội như là Facebook, như Twitter, những mạng như là bên Yahoo chẳng hạn, thì những cái ảnh hưởng nó lớn lắm, lớn đến nỗi mà trong một cuộc điều trần mới đây đó đã cho thấy rằng hiện tại bây giờ những quốc gia khác mà muốn chi phối vào ở trong cái sự suy tư của người Mỹ đó, thì có những cái tin tức gọi là tức này các lên ở đây chúng ta không nghe nói nhiều. Bây giờ chúng ta nghe nói nhiều đến conspiracy theory, tức là thuyết âm, và những thuyết âm mưu này đó nó làm cho người ta hoang mang. Thì thật ra nước Mỹ trả một giá quá đắt cho cái ngành quảng cáo. Chúng ta bỏ tiền để quảng cáo nhưng mà chúng ta lại bị lôi kéo bởi quảng cáo. Và cái quảng cáo đó nó dẫn đến chỗ nào? Nó dẫn đến sự dao động của tâm thức, chắc chắn như vậy. Nó cho chúng ta có sự dao động. Và ở trong bài kinh này thì Đức Phật Ngài dạy rằng do cái sự dao động đó chúng ta không có an lạc, nhưng mà chúng ta không thấy được sự dao động. Nhiều khi mình rất là hãnh diện, rất là tự hào là mình biết, mình hiểu những chuyện đó, nhưng mà mình không giống như Đức Phật, là mình có đặt lại vấn đề rằng những điều đó nó có một cái ảnh hưởng sâu xa ở đối với đời sống tâm thức của mình hay không. Thật ra khi Đức Thế Tôn ngài nêu lên cái kinh nghiệm của ngài ở trong thời gian mà trước khi ngài thành đạo đó, ngài dạy cho chúng ta một điều rất là rõ là ngài đặt lại vấn đề, ngài nhìn lại vấn đề. Cái dục tầm, cái sân tầm, hại tầm, rồi cái ly dục tầm, ly sân tầm, ly hại tầm, những thứ đó cái nào là cái có lợi cho ngài, có hại cho ngài, có lợi cho người, hại cho người. Và ngài thấy rất rõ. Và từ cái chỗ nhận diện như vậy đó, thì ngài không để cho những thứ đó nó làm xáo trộn đời sống nội tại. Và do nó có sự ổn định, không có xáo trộn, thì thưa quý vị, dẫn đến một cái sự việc đó là ngài có cái khả năng để khai triển thiền định và chứng tâm minh. Ở trong chứng tâm minh thì cái chứng tâm minh mà ngài đề cập đến đó, không phải là đơn thuần là ngài chỉ muốn cái gì nói cái gì ngài đặt mà thôi, mà điều đó ngài muốn nhấn mạnh rằng nó đến từ một nội tâm ổn định. Và nội tâm ổn định đó nó đến từ cái sự nhận diện giữa cái gì mà có hại và không có hại trong cái khuynh hướng, trong cái tư duy. Con người sống với chúng ta đó là không quan trọng về điểm này. Chúng ta quan trọng là ngày hôm nay có may mắn hay không, tiền bạc có ra có vô hay không, bạn bè có tốt hay không. Ít bao giờ chúng ta đặt một câu hỏi rằng nội tâm của chúng ta có ở trong cái tình trạng bình ổn,
có ở trong tình trạng an lạc, có ở trong tình trạng vững chãi hay không? Không. Thật ra nếu chúng ta suy nghĩ cho kỹ thì chúng ta sẽ nghiệm thấy một điều rằng tâm tư của chúng ta thường xuyên sống với sự dao động lớn. Và trong sự dao động đó thì cho dù chúng ta là ai, chúng ta có cái gì, chúng ta đạt được điều chi thì cũng chẳng quan trọng gì hết. Tại vì nói cho cùng tất cả những điều đó là điều dao động. Cái người mà có hiểu biết Phật pháp, có tu tập thì sẽ cố gắng để giữ tâm của mình bớt đi những cái ảnh hưởng ở bên ngoài. Nhưng mà một khi mà chúng ta không hiểu Phật pháp, không nhớ lời Đức Phật dạy đó, thì chúng ta cứ quan trọng cái ngọn mà chúng ta không quan trọng cái gốc. Bây giờ nói theo Đức Phật ở tại đây, Ngài dạy chúng ta đó, thì cho dù chúng ta có địa vị cao, cho dù chúng ta có rất nhiều tiền, nhưng mà chúng ta sống bằng cái tâm dao động thì chúng ta không thể có sự tiến bộ về tinh thần, không thể có được hạnh phúc thật sự. Tại vì sao? Những thứ đó đó nó lôi cuốn, nó làm cho chúng ta xáo trộn thường xuyên. Chúng ta không thấy được cái gốc này. Chúng ta hoàn toàn không thấy được gốc này. Thì Đức Phật ngài đưa ra nhiều cái thí dụ ở trong bài kinh này, thí dụ về người chăn trâu, thí dụ về người một đồng, và những thí dụ khác. Thì ở trong những thí dụ đó đó, ngài đặc biệt nói đến một điều rằng khi một người một đồng, một người chăn trâu chăn bò đó, mà dẫn cái đàn gia súc đi ra đồng cánh đồng cỏ đó, thì người đó phải luôn luôn tự nhớ đến một điều rằng phải tránh cái gì có tai hại cho cái đoàn gia súc này. Nếu mà không đặt vấn đề lợi và hại đó, thì đi chăn đàn gia súc để làm gì? Sẽ giúp đi chăn đàn gia súc là đừng để nó đi lạc, đừng để nó làm cái gì ra tai hại. Thật ra cái lợi và cái hại cần phải được cân nhắc ở tại đây. Thì cái tâm trạng của một người một đồng đi chăn bò, chăn trâu, chăn đàn gia súc, nó giống như là một người giữ cái tâm của mình. Tại sao mình giữ tâm mình? Là tại vì mình thấy rằng nó có cái lợi và nó có cái hại. Và nếu không khéo thì bị rơi vào cái bẫy. Thưa quý vị, chúng ta nói cụ thể ngày hôm nay, mà quý Phật tử nào mà có con, đều quý vị nào có con mà lớn mà gửi đi học ở xa, chúng tôi ở tại Houston đó, thì ở đây có cái trường đại học ở Austin, cách Houston khoảng 3 giờ đồng hồ. Thì đại học Austin này là một đại học tương đối tốt, có tiếng, và học phí cũng tương đối rẻ. Và do vậy cha mẹ Việt Nam hay gửi con đi học Austin. Nhưng mà chúng tôi biết rằng đa phần cha mẹ gửi con đi thì đều chỉ có băn khoăn một điều là con có hư hay không. Dạ, khi sống xa cha mẹ, có hư hay không, tức là nó có chịu học hay không, nó có la cà với bạn bè, nó có hút sách, nó có rơi vào những cái này cái kia hay không. Thì nhìn lại đó, thì thấy chung là chỉ có vấn đề lợi và hại thôi. Dạ, lợi và hại, cái nào có hại con, cái nào có lợi cho con. Cũng giống như người một đồng dẫn một đàn bò ra đồng đi ăn cỏ đó, thì cái vai trò người đàn bò, của người chăn bò là gì? Đó là tránh làm sao cho con bò, đàn bò không rơi vào cái chỗ tai hại, không bị những điều tai hại. Thì tương tự như vậy, một hành giả mà khi một hành giả khi mà tu tập thì đối với những cái khởi niệm, và những khởi niệm hành giả cần phải để ý là những cái niệm khởi lên trong lòng nó có hại hay lợi, nó là dục niệm, sân niệm và hại niệm. Tại vì Đức Phật dạy rất rõ là cái khởi niệm đó, thì nó đưa đến cái việc đặt nặng, và đặt nặng đó, thì nó có cái khuynh hướng thiên về cái này chúng ta phải để ý. Cái chuyện mà chúng ta không nói về chính trị đó thì tự nhiên về cái đó không quan trọng, mà chúng ta bàn về chính trị thì những cái chuyện nó đặt nặng cho mình. Bây giờ quý vị không tin để ý là bình thường mình không nói về vấn đề sức khỏe là thôi, mà chúng ta ngồi xuống chúng ta nói về sức khỏe một lúc đó, thì tự nhiên cái chuyện trở nên nghiêm trọng. Và chuyện nghiêm trọng thì chúng ta lại có khuynh hướng là miên man về chuyện đó. Cái chuyện gì đó cũng vậy hết. Khởi niệm dẫn đến chỗ đặt nặng, đặt nặng dẫn đến chỗ thiên về. Thì bây giờ lâu lâu chúng ta phải nhắc đến chuyện là cái gì là cái ưu tiên của đời sống. Cái gì là ưu tiên của đời sống? Cách đây 3 hôm đó, chúng tôi có một dịp để thảo luận với một vị linh mục và với một cái vị bên Hòa Hảo,
về những cái xáo trộn hiện tại trong những gia đình ở tại Mỹ đây. Ở Mỹ này đang có một cái xáo trộn rất lớn, là ở trong gia đình thường có hai cái khuynh hướng. Một á, là cha mẹ đó, là những người lớn tuổi, cha mẹ người Việt Nam á, thì đa phần là rất là cuồng Trump, tức là ủng hộ ông Trump một cách nghĩa là sống chết, đến nỗi mà có những người mà chỉ tha thiết mong cho con rằng nếu con thương cha thương mẹ thì bỏ phiếu ủng hộ ông Trump này thôi. Và còn những người trẻ thì họ rất là ghét ông Trump vì cái cách ăn nói thế này thế kia, và nó tạo ra ở chưa bao giờ trong một gia đình Việt Nam mà nó có sự xáo trộn lớn là giữa cha mẹ và con cái mà có cái nhìn đối lập với nhau như vậy, đối lập đến nỗi gay gắt mà chuyện đó chúng ta không tưởng tượng có xảy ra trước đây, mà hiện tại bây giờ nó đã trở thành một vấn đề rất là trầm trọng ở trong các gia đình. Thì thưa quý vị, nếu chúng ta là người có tỉnh táo thì vấn đề không phải là ông Trump đúng hay ông Trump sai, vấn đề không phải là cha mẹ đúng hay cha mẹ sai, con cái đúng hay con cha mẹ con sai, mà vấn đề là chúng ta ngồi đặt lại là nếu cả cha mẹ và con cái bị cuốn hút vào việc đó thì về lâu về dài nó sẽ tạo ra những cái tai hại như thế nào trong gia đình. Thì thật ra cái chuyện đó chỉ là giai đoạn thôi. Dạ, cái chuyện giai đoạn, cái vấn đề chính trị, vấn đề bầu cử, vấn đề này nó là một giai đoạn, nhưng mà nếu không khéo thì nó tạo thành những cái hố sâu ở trong gia đình về lâu về dài. Thật ra nhiều khi đó không phải là cái chuyện mà chúng ta bàn đến nó có đúng hay sai, mà cái chuyện là cái chuyện mà mình miên man, mình suy nghĩ đó nó có mang lại cái lợi ích gì hay không. Bởi vì cái cách của chúng ta thường nghĩ rằng là mình nghe nói người nào đó họ nói xấu mình, nghe nói người làm hại mình, nghe nói người đó làm lợi cho kẻ thù, nghe nói người nào đó làm hại cho người thân của mình đã bị bực bội. Nhưng mà Đức Phật ngày khuyên chúng ta như vậy, chúng ta phải đặt lại vấn đề là khi chúng ta nghĩ về người đó như vậy đó thì nó có lợi ích gì cho mình, nó có làm tâm tư mình an tĩnh không, hay là nó làm tâm tư mình xáo trộn, nó có làm cho mình sống nhẹ nhàng không, hay tâm tư mình nặng nề. Cái chuyện mà Đức Phật muốn nhắc đi nhắc lại là chúng ta hãy đặt vấn đề rất là cụ thể. Bây giờ cái người đó đúng sai phải quấy, chuyện đó chưa quan trọng. Quan trọng là cái tâm thái của mình như thế nào, quan trọng là cái tâm trạng mình như thế nào, quan trọng là với cái tâm trạng đó mình an lạc hay không an lạc, mình hạnh phúc hay không hạnh phúc. Nó là một vấn đề mà ít khi chúng ta suy nghĩ tới, chúng ta nhìn lại. Thưa quý vị, thì trong bài kinh này đó, Đức Phật Ngài có dạy một đoạn sau cùng. Và đoạn này thật ra nếu chúng ta đọc cho kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng rất là chi tiết, rất là sâu sắc về đại bi tâm của Đức Phật. Đức Phật Ngài nhìn chúng sanh trong cuộc đời này đó giống như một đàn nai mà rất là dễ bị sa bẫy. Đàn nai, thưa quý vị, vị nào ở tại Mỹ mới biết rằng người ta săn nai, người ta có nhiều cách săn, là họ để mồi, họ để những cục muối. Con nai có đặc biệt là nó rất là thích liếm vào những cục muối. Họ có những cục muối rất là to, họ đóng cọc xuống đất đó, thưa quý vị, hệ con nai. Và khi con nai nó lui tới chỗ đó thì người ta bắn nó đi. Dạ, thành ra con nai là một sinh vật rất là hiền, nhưng mà người thợ săn nai họ rất dễ săn đó, rất dễ săn, nghĩa là biết một chút thì đặt những cái mồi và con nai đến là ăn. Thì Đức Phật Ngài kể rằng giống như một người có mắt có trí mà thấy thương đàn nai đó, và muốn dẫn cho một cái lối, mà lối đó nó vượt ngoài những cái bẫy mồi và vượt ngoài những cạm bẫy đó. Thì trong cái nhìn của Đức Phật, tất cả chúng ta những người con của Ngài đang ngồi đây, đang nói chuyện, đang thảo luận đây, chúng ta rất là dễ bị sa đà, chúng ta rất là dễ đi quá xa, rất là dễ bị vướng vào những cái bẫy của dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy đó. Và Đức Phật Ngài muốn chúng ta tránh cái bẫy đó. Dạ, thành Ngài dọn ra một con đường an toàn, Ngài dọn ra một con đường quan trọng. Và Ngài nhắc chư tỳ kheo, này chư tỳ kheo, kia là cõi cây, đây là nhà trống, và các con hãy tinh tấn nỗ lực, chớ có hối tiếc về sau. Đây là lời dạy của ta cho các con. Khi chúng ta đọc những câu đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài đã đưa ra một lời kêu gọi. Và trong cái lời kêu gọi này, tại vì Ngài thấy quá rõ và Ngài hiểu quá nhiều về những cái nguy hại có thể xảy đến cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần
nói chuyện một buổi với một người nào đó, chúng ta cần một buổi sáng ơ hờ mà không có tu tập, thì thưa quý vị, phiền não nó sẽ dâng lên cuồn cuộn như đại hồng thủy, và cái phiền não nó sẽ chế ngự chúng ta, chúng ta sẽ bị dao động, sẽ bị bất an. Mà chuyện thấy rất thường, rất thường cả một cái xã hội. Một, chúng ta không bao giờ nghĩ rằng con người mà bao nhiêu cái tinh anh, bao nhiêu cái học thuật, bao nhiêu cái văn minh của con người mà lại để cho xã hội là người rơi vào sự hỗn độn, rơi vào cái chuyện nhân tâm ly tán, rơi vào cái chuyện bất an. Nhưng mà chuyện đó đã thực sự xảy ra, đã thực sự xảy ra. Và do vậy tất cả chúng ta phải tỉnh táo, phải đặt lại vấn đề. Đặt lại vấn đề đơn giản là cái đó có hại hay không có hại. Có hại cho người, có hại cho mình, có hại cả hai. Hay là vô hại cho người, vô hại cho mình, hay vô hại cả hai. Đặt lại chút để cho rõ ràng lại. Và chúng ta có thái độ khác hơn. Thì bài kinh song tầm này đó, Đức Thế Tôn rất là một cách rất là khẳng định, một cách rất là rõ ràng, rất là mạch lạc. Ngài cho chúng ta thấy rằng chúng ta luôn luôn sống với cái khuynh hướng của tư duy. Và trong có hai khuynh hướng tư duy, là một là có hại, hai là vô hại. Và cái có hại đó là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Vô hại là ly dục, ly sân và ly hại. Và Đức Phật Ngài cũng đặc biệt nhấn mạnh là hễ mình có cái khởi niệm, một khởi niệm của dục tư duy vân vân, thì trong sau khởi niệm đó là cái sự đặt nặng, và trong cái đặt nặng nó tạo nên cái khuynh hướng, và cái khuynh hướng lâu ngày nó trở thành một khuynh hướng cố hữu. Và hãy coi chừng, tại sao có những người mà sanh ra ở đời này họ chỉ biết câu chuyện là hận thù, tại sao có những người ở đời này họ chỉ biết câu chuyện là làm thơ, tại sao có những người ở trên đời này họ chỉ biết làm một việc là đi phục vụ, tại sao có những người họ chỉ biết chuyện tu, là tại vì họ đi theo cái khuynh hướng. Và cái khuynh hướng đó là cái mà chúng ta không thể coi thường được, là chúng ta phải nhìn rõ cái khuynh hướng nội tại của mình. Thì thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong bài kinh ngày hôm nay về kinh suy tập. Bây giờ thì quý vị có thể chờ chúng tôi một chút. Mà thượng tọa Trời Siêu, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Trời Siêu đang có ở trước máy, xin thượng tọa khoan hỷ nói cho vài lời, rồi sau đó thì chúng ta sẽ đi vào vào phần thảo luận ngày hôm nay. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Trời Siêu có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Thượng tọa Trời Siêu không có trước máy. Quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Thượng tọa Pháp Tân ơi. Ô dạ, thấy thượng tọa Trời Siêu rồi. Kính thỉnh thượng tọa Trời Siêu quan hỷ nói cho vài lời ở trong lúc soạn các câu thảo luận. Kính thỉnh thượng tọa. Anh Đâm Bồ Bồ Thái nha. Trong khi chờ đợi thượng tọa Nhất Đẳng soạn câu thảo luận, chúng tôi xin tiếp lời chia sẻ về bài kinh này. Ở đây thưa quý vị, ở trong bài kinh này có một cái có câu Phật ngôn mà chúng ta đọc vào chúng ta rất là thích. Đức Phật Ngài dạy rằng là
đầy các tỳ kheo. Vì tỳ kheo suy nghĩ nhiều về cái gì thì sẽ có khuynh hướng về cái đó. Dành ra đề quá phải cầu quê cứu cố bác hút lần anh đúng với tất về tí anh đúng trà về tí ta tha là tí hồ tí chê thật sổ quá thật vậy. Khi một người mà họ cứ là suy tầm về dục thì tâm của họ khuynh hướng về vì dục, nặng vì dục. Còn nếu một người mà suy tầm về sân, sân hận thì tâm của họ sẽ có khuynh hướng nặng về sân hận. Một người mà suy tầm về não hại nhiều thì họ sẽ có cái tâm khuynh hướng về sự não hại chúng sinh khác. Ngược lại, nếu như một người suy nghĩ nhiều về ly dục vô sân bất hại thì người đó sẽ có khuynh hướng về, cái tâm sẽ có khuynh hướng về ly dục vô sân bất hại. Bởi vậy khi mà chúng ta tu tập chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta làm cái hình thức, cái nghi lễ rồi chúng ta sẽ trở nên tốt, mà chính do cái tư duy của chúng ta. Hễ mà chúng ta tập cứ là quán vô thường, thấy cái danh sắc này nó luôn luôn cái biến hoại sanh diệt, vì do quán thấy vô thường tâm khuynh hướng sẽ là ly dục. Còn nếu như tu tập vô sân, tức là quán thường xuyên quán về cái sự khổ, khi mà quán thấy về cái sự khổ, từ cái khổ thiếu thốn vật chất cho đến quán xét thấy cái khổ về cái sự bệnh tật, hay là cái khổ vì cái sự diệt đạo của phiền não, thường xuyên quan sát như vậy, cái tâm người đó trở nên mát lạnh, khuynh hướng là vô sân. Còn một người suy nghĩ nhiều về cái lòng thương xót đối với chúng sinh đang đau khổ thì người đó tâm sẽ có cái khuynh hướng về bất hại, cái tư duy bất hại. Cho nên khi mà chúng ta tu tập
chúng ta cần phải học và biết những cái pháp tu như thế này, để khi mà chúng ta gặp cái hoàn cảnh đó, hay là hàng ngày chúng ta rèn luyện, thì chúng ta sẽ thành tựu được những cái thiện pháp đó. Còn khi mà chúng ta cứ không tu tập, không thường suy tư những cái vấn đề đó, cứ sống bình thường như vậy, mà có cái gì thắc mắc thì chúng ta cứ hỏi, rồi cứ đem hỏi, nhưng mà hỏi xong chúng ta không có chịu suy tư theo, không chịu thực hành, thì như vậy suốt cái thời gian dài chúng ta không đạt được cái kết quả gì hết. Cũng như một người bệnh nhân họ đi đến để bác sĩ tư vấn tại sao họ khó ăn hoặc là khó ngủ, kém ăn hay mất ngủ, rồi bác sĩ cứ cho thuốc uống và họ về họ không chịu uống thuốc, thì hễ không uống thuốc thì làm sao có thể ăn ngon, có thể ngủ ngon được. Cũng như khi mà chúng ta không có chịu suy tư nhiều về, suy tầm nhiều về ly dục, vô sân bất hại, chúng ta không suy tư nhiều như vậy thì tâm sẽ không có cái khuynh hướng về cái đó, về ly dục vô sân bất hại, cho nên cái tâm tham dục nó thường khởi lên, hay là cái tâm sân hận thường khởi lên, hoặc là cái tâm ác ý não hại thường khởi lên. Lúc đó chúng ta mới nghĩ rằng tại sao tham vẫn khởi, sân vẫn khởi và cái tâm não hại vẫn khởi lên. Thì ở đây chứ, người Phật tử chúng ta phải xét lại, xem coi chúng ta có suy nghĩ nhiều về cái đó hay không, thì tâm chúng ta mới dễ dàng khuynh hướng được cái đó. Cho nên quý vị cần phải học thuộc lòng một câu: dân nhất đi quá phí tuệ phí khú, bao nhiêu lát mà đúng với thực kỳ trí, anh đúng với cha đề trí, tà tha nó tỷ hồ tỷ chê tà sâu. Vì thì kheo suy tầm nhiều về cái gì thì tâm có khuynh hướng bị gãy, từ cái bài học này chúng ta biết cách để mà chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ đạt được nhiều cái sự lợi ích tiến hóa. Thưa quý vị, chúng ta được cái may mắn là có một vị đạo sư như Đức Phật. Khi còn là một vị Bồ Tát chưa thành bậc chánh đẳng chánh giác, tự ngài đã phải trải nghiệm và tìm ra cái phương pháp, cái con đường để đưa đến
đoạn tận khổ đau, đoạn tận hình hảo, đưa giải thoát. Rồi sau đó Ngài mới nói lại cái kinh nghiệm của Ngài. Thì ở đây quý vị, trong cái bài kinh này cũng vậy, Đức Phật Ngài đã nói lại cho các tỳ kheo nghe cái sự trải nghiệm của bản thân Ngài khi còn là vị Bồ Tát chưa thành Bậc Chánh Đẳng Giác, đã suy tư như thế. Và nếu như chúng ta không nghe, không có thực hành theo như vậy đó, thì chúng ta sẽ không có biết được tu tập. Rồi từ chỗ đó chúng ta càng xa với ý nghĩa lời dạy của Đức Phật. Dần dần chúng ta xem Đức Phật như là một thần tượng mà linh hiển, có quyền lực, có uy lực, rồi để chúng ta cầu nguyện. Đa phần là như vậy. Và những người đó họ chỉ biết cầu nguyện vãng sinh, nhưng mà họ không có biết tự thực hành theo những gì mà Đức Phật đã dạy. Cho nên khi đọc bài kinh này, nếu mà chúng ta khéo tác ý thì chúng ta sẽ nắm được cái yếu lý tu tập rất là nhiều. Nói tóm lại là Đức Phật đã dạy, hễ suy tầm nhiều về cái gì thì tâm sẽ khuynh hướng về cái đó, sẽ hướng về cái đó. Do đó cho nên hàng ngày chúng ta phải suy tầm nhiều về cái sự ly dục vô sân bất hại, để chúng ta có được cái khuynh hướng nội tại là ly dục vô sân và bất hại. Đó là một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái trong thời gian chờ đợi thượng tọa giác đẳng. Sa thú kính trình chư Thọ Tự Sư. Bạch chư Thục Đức và thưa quý Phật tử, chư Thọ Tự Sư nói cũng hết, nhưng mà cũng là lúc mà thượng tọa bị gián đoạn được truyền. Bây giờ thì xin được thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy và thượng tọa Pháp Tân có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tân không biết được, xin thỉnh thượng tọa Pháp Tân hoan nghỉ cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Dạ. Thỉnh thượng học sinh khoan hỷ cho đáp án và mời quý Phật tử trả lời. Từ vựng nào sau đây không có liên hệ gì đến thuật ngữ tầm vitaka? Hôm nay chúng ta nói về cái sông đồng, có một thuật ngữ rất là quan trọng là tầm vitaka. Thì chúng ta thử xem từ vựng nào trong bốn từ vựng sau đây không có liên quan gì. A là tư duy, B là sáng tạo, C là suy tư, D là khuynh hướng suy nghĩ. Bây giờ mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh sự học tân quan cho đáp án. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Tham Mà, dạ, Nam mô Sang Khai, dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tự Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh,
đại đức Phật Tịnh, đại đức Tuệ Tri cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ cái câu trắc nghiệm số 1 và từ vựng nào sau đây không có liên hệ đến ý nghĩa của thuật ngữ tâm Vitakka trong bài kinh hôm nay là A là tư duy, B là sáng tạo, C là suy tư, D là phân hướng. Thì chúng ta thấy cái từ mà tầm ở đây đó thì thường thường đó, nói chữ tầm Vitakka ở đây đó là như chúng ta nghe cái bài kinh hôm nay đó, nói đến ba dục tư duy, tức là ba cái tư duy bất thiện, ngược lại là ba tư duy thiện. Thì tư duy bất thiện tức là tư duy nghĩ đến dục tham, tư duy nghĩ đến sân hận và tư duy nghĩ đến cái hại, não hại. Thì cái tư duy ở đây đó thì chúng ta biết là nó đi tìm kiếm hay là nó tìm kiếm hướng đến. Thì cái câu A ở đây đó là tư duy. Thì khi mà tâm chúng ta suy nghĩ đến những điều gì đó, ví dụ như nghĩ đến tham, nghĩ đến sân, nghĩ đến si, nghĩ đến hại gì đó, thì chúng ta có cái suy nghĩ đến những điều đó. Cho nên là chúng ta thấy rằng là do rằng cái từ ở đây gọi là không liên hệ đến ý nghĩa của tầm á, thuật ngữ của tầm tức là tư duy á, thì chúng ta thấy rằng cái tư duy, cái chữ A ở đây nó đúng là cái tư duy. Thì chưa phải chúng ta chọn ở đây đâu. Rồi cái câu B ở đây đó là sáng tạo. Ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng mình, thí dụ như mình có làm một việc gì đó, mình có làm một việc gì đó, từ cái việc khó của mình á, mình suy nghĩ, mình tìm ra cái cách, tìm ra cái cách. Thì cái cách ở đây, cái cách mới ở đây đó, chúng tôi nghĩ nó là sáng tạo. Cái cách để mà mình làm sao cho nó đạt được mau lẹ, nó thành công được mau lẹ, hoặc là chúng ta nghĩ cái cách để làm sao cho nó thành công, thành công. Thì ở đây nó trong cái nghĩa là chúng ta hiểu nó do cái chúng ta suy tư như vậy, nó cũng là tạo ra cái cách để sáng tạo. Rồi C ở đây đó là chúng ta có cái suy tư. C là chúng ta suy tư. Thì cái suy tư ở đây đó, nó cũng liên quan đến cái gần như là cái tư duy của mình vậy đấy. Nó gần như là cái tư duy của mình. Nhưng mà mình có suy tư. Ví dụ như là gọi là cái việc mà mình suy nghĩ, mình suy tư, mình có cái hướng đến, cái hướng đến, mình hướng đến những cái điều đó, mình suy tư miệt mài vô trong những cái điều mà mình suy nghĩ. Ví dụ như bây giờ nói là tầm, hoặc là mình nói đến cái chánh tư duy, hay là cái tà tư duy, hay hoặc là cái tâm của mình nó có cái suy tư. Thì cái suy tư này đó có thể nó là tốt, có thể nó là xấu, có thể là xấu, có thể nó là tích cực, nhưng mà có thể nó là tiêu cực, do cái tâm của mình khi mà mình có suy tư như vậy. Còn cái câu D ở đây đó là khuynh hướng suy nghĩ, khuynh hướng suy nghĩ. Thì chúng ta thấy rằng là cái khuynh hướng suy nghĩ này đó thì nó lại là chúng tôi nghĩ nó trở thành một cái gì rồi, nó liên quan đến cái suy nghĩ đến những cái điều mà nó có thể tích cực, nó có thể tiêu cực,
nó có thể tốt. Ở trong cái phinh hướng của mình nó là do cái mình thường nghĩ những điều đó, và do những cái số thói quen của mình á, mình có những cái phinh hướng đó. Thì giờ á, theo chúng tôi đó, thì ở đây cái chữ tầm ở đây đó, mà do rằng là cái từ gọi là không liên hệ gì đến thuật ngữ tầm, thì chúng tôi thấy rằng cái từ phinh hướng á, d á, là cái từ phinh hướng á, là gì? Phinh hướng ở đây nó là do cái thói quen mà mình suy nghĩ đến những điều đó, hay là do một cái gì đó, chúng ta có thể hiểu đó là do cái nghiệp của quá khứ, hay là do cái sở thích của mình, vân vân. Mà mình thấy ở đây đó là cái chánh tư duy nó cũng có thể liên quan đến cái tầm ở đây, nó liên quan đến A là tư duy, B là sáng tạo, C là suy tư. Nhưng mà D thì chúng tôi nghĩ rằng nó giống như cái phinh hướng suy nghĩ của chính mình, nhưng mà nó đã trở thành những cái phinh hướng, cái thói quen này, cái thói quen nó như vậy. Thì ở đây do rằng cái từ gọi là không có liên hệ đến thuật ngữ tầm, cho nên chúng tôi, theo chúng tôi đó, thì chọn cái chữ D, gọi là nó không có liên hệ đến cái phinh hướng. Thì nếu đã chọn, nếu chọn thì chọn cái D. Con không biết là thượng tọa giác nè có chọn điều gì khác hay không, hay hoặc là thượng tọa lấy hết, để con xin kính tỉnh thượng tọa trở lại. Sa thú kính trình thượng tọa pháp tình. Thật ra thì thưa quý vị, khi mà chúng tôi nêu câu hỏi này đó, thì chúng tôi nói về phương diện ngôn ngữ hơn là về phương diện nghĩa lý kinh điển. Về phương diện ngôn ngữ đó, thì ở đây chữ B là đúng, tức là cái chữ tầm nó không liên quan đến sáng tạo. Tầm nó chỉ là suy nghĩ thôi, chứ không phải là sáng tạo. Nhưng mà điều mà thượng tọa Pháp Tân trả lời đó, thì thưa quý vị, lại là điều mà nó nghiêng về phương diện kinh điển. Dạ, do vậy thượng tọa đoạn chữ D, xin lỗi, đoạn chữ D. Thì thật ra mà nói thì câu này chúng tôi chỉ nói thuần về mặt ngôn ngữ thôi. Nếu về mặt ngôn ngữ thì tư duy nó cũng là liên hệ đến thuật ngữ biết tất cả. Dạ, tư duy như chánh tư duy, tà tư duy đó, mà nói về sự suy tư thì nó cũng là tầm, mà nói về khuynh hướng suy nghĩ thì nó cũng là tầm. Dạ, chỉ sáng tạo thì không, nhưng mà trên phương diện mà về kinh điển, về nghĩa lý, không phải nói ngôn ngữ nghĩa lý, thì thượng tọa Pháp Tân trả lời rất là đúng. Bây giờ thì chúng ta bước sang câu trắc nghiệm số 2. Câu trắc nghiệm này xin thỉnh thượng tọa Tự Quyền, không biết là thượng tọa Tự Quyền có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa nghe được, xin thỉnh thượng tọa Quan Hỷ trả lời cho câu. Dạ. Ở trong bài kinh sâu tầm này, Đức Phật ngài có đề đã cập đến cái cách mà chúng ta nhận diện cái suy tầm. Thì chúng ta thử đặt câu hỏi rằng cách tốt nhất để nhận diện suy tầm của bản thân là gì? A thì đó là ý nghĩ đẹp hay là xấu. Dạ, điều đó đẹp hay xấu. B là ý nghĩ đúng hay sai. C là ý nghĩ đó có hại hay là vô hại. D là ý nghĩ có đúng với kinh điển hay sai với kinh điển. Thì trong bốn cách nào, câu nào là được xem là thích hợp nhất, trả lời thuận hợp với cái ý nghĩ, với những gì mà Đức Phật giảng trong bài kinh hôm nay? Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh sự đoàn quyền quan hệ cho đáp án. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sàng Thầy Giá. Thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Trước hết là con xin làm sám hối chí chữ tăng và kính ơn chúng tôi điện thiết. Con nó rơi vào ngay cái thời gian của con giảng trong cái ngày rằm hoài. Ngày rằm con giảng ở chùa. Thì cũng hôm nay cũng là thời giờ để của ngày một tuần lễ con đọc kinh văn chuyển pháp luân vào buổi sáng. Lại cúng dường thỉnh chữ tăng và cũng như là buổi chiều.
buổi chiều ngay lúc 7 giờ có đại chúng chia tăng Phật tử đọc kinh, cho nên vì vậy ngay cái giờ đó thì con mới kịp nhớ lẽ ra con bóng ngày hôm qua những điều mà con lại quên. Dạ, thì con sẽ sớm hối với ngài. Dạ, thì cái câu hỏi trách nhiệm hỏi rằng cách tốt nhất để nhận diện suy tầm ở bản thân A, đó là sự suy nghĩ đẹp hay xấu, B, dò ý nghĩ đúng hay sai, D, có ý nghĩa có hại hay là vô hại, D, đó là ý nghĩa đúng với kinh điển hay sai với kinh điển. Thì kính thưa quý vị, ở trong bài kinh sân tầm này thì chúng ta thấy dục tầm, sân tầm và hại tầm khi nào mà khởi lên để đưa đến thì mà chúng ta có một cái ý nghĩ mà bất thiện tâm nó khởi lên trong tâm mình với cái tâm, nếu như cái tâm đó ở đây của A nói rằng hỏi đó là ý nghĩa đẹp hay xấu, là chúng ta có thể cái tâm để mà đưa đến cái nguy hiểm thì không phải đẹp xấu rồi. Đó là ý nghĩ dò ý nghĩ của mình đúng hay sai thì cũng phải dò ý nghĩ. C, đó là ý nghĩ có lợi hay là vô hại. Đây cũng là một cái câu mà chúng ta biết không có không suy nghĩ như vậy. Mà chúng thấy việc làm này nó có hợp lý, nó có đúng với cái tinh thần của lời Phật hay không, thì chúng ta chỗ này chúng ta nhớ là nó là cái ý nghĩa đó. Nó có lợi, nó có lợi. Nó có lợi hay là nó vô hại, nó hại hay là cái vô hại. Chúng ta tầm cái việc đó nó rất là quan trọng. Hay cái chỗ mà chúng ta biết phán đoán việc này là nó có hại hay nó có lợi, và nó lợi cho mình mà hại cho người cũng không được, mà ngay cả lợi cho người mà hại cho mình cũng không được, mà hay là cái sự suy tư của mình đó mà nó mang đến cái sự nguy hiểm cũng không nên. Thì câu C này chúng ta tạm thời là có thể chấp nhận. Câu D, đó là ý nghĩa đúng với kinh điển hay sai với kinh điển. Sự thật ra mà nói, để mà so sánh với cái chuyện kinh điển đó, đó là một cái mệnh đề khác nữa. Để chúng ta ngồi mà chúng ta nhiều khi nghiệm với cái lý kinh, mà để chúng ta cho rằng cái này đúng lý kinh hay không, sai với lý kinh, thì đúng cái tư tưởng chúng ta không phải là cái dòng tư tưởng suy nghĩ, cái dòng tư tưởng của tầm nó làm việc. Mà tầm nó chỉ làm việc ở cho, có nghĩa là nó xác định cho cái việc đúng, việc sai, việc hại, việc lợi của cái tâm này, mà nó dẫn đến cái hành động này. Đó là cái quan trọng nhất. Cho nên vì vậy, ở trong cuộc sống này, một cái điều quan trọng nhất của chính từng con người của chúng ta là tạo một đời sống nó vô hại. Nó vô hại, đó là chúng ta thể hiện cái cuộc sống đó để mang lại cái sự an lạc cho mình, mà cũng là vô hại lại cho tất cả chúng sinh khác, cho tha nhân, cho tất cả chúng sinh. Chứ còn nếu như chúng ta hiểu biết về kinh văn, chúng ta đọc, chúng ta biết rồi, thì chúng ta mới thấy rằng cái sự nguy hiểm của con người á, khi mà một cái ý nghĩ ác chúng ta khởi lên nó ghê ghê lắm. Hay hoặc một cái sự suy nghĩ mà chúng ta hại người, thì lúc đó cái sự suy nghĩ nó hại người, cho nên lúc đó cái thân này nó mới làm ác, khẩu này mới nói ác. Chính do cái tầm đó, tức ý suy nghĩ ác. Chúng ta nhớ ý suy nghĩ ác đó mà nó dẫn tới. Thì như thế, thì ở đây cái câu hỏi đó thì chúng ta mới cho chúng ta cái trách nhiệm. À, cái sự suy nghĩ này, cái tư tưởng này, chúng ta khởi lên như thế, đấy là sự nguy hại. Nếu như người nào mà cũng biết như thế, thì kính thưa quý vị, không có cái chuyện mà khổ đau trong cuộc đời này là những cái bệnh dịch mà nó như chẳng hạn như Covid, đây cũng chính là cái điều mà người ta không có dục tầm, dục tứ đúng đắn tốt đẹp, cho nên sinh ra cái bệnh dịch mà nó hại cho nhân loại, hại cho con người luôn. Cái đó nó thật sự như vậy, hại cả đám, hại cái phần đông.
Thì nếu như mà người ta nghĩ tưởng, người ta được có sự tu tập ấy, thì mọi việc cũng được tốt đẹp rồi. Cho nên đây chính là một điều mà chúng ta thấy nó nguy hiểm lắm. Từ một cái ý nghĩ xấu như vậy, từ một cái ý nghĩ mà nó không có được cái sự tu tập, không có được sự kiểm soát, thì nó hại được coi như là người ta vô cùng, vô cùng, vô cùng nhiều. Dạ, cho nên vì vậy nếu như này, câu hỏi này chọn, thì chúng ta cho ra cái đáp án chính là câu C. Thì chúng tôi nãy giờ cứ đang xài cell phone cho nên không có ngó quý vị chọn cái gì. Dạ, bây giờ xin kiểm lại là đây là Phong Lan là C, Quang Nguyệt là C, Diệu Giác là C, Anh 26 tháng 4 là C, Từ Bi Ba là C, Hồ Thị Kim Nhung là C, Pháp Lữ là C, tất cả trả lời C. Dạ, chúng tôi cũng xin đáp án, đã đáp án câu C. Từ Mẫn 11 cũng là C. Giác Minh Lễ. Dạ. Xin chúc mừng tất cả quý vị và kính bạch thượng tọa, đây là câu trả lời của chính con. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú cái chân từ tọa trời quyền. Đại thế Pháp Tính có ở trước máy và nghe được không? Nếu đại thế Pháp Tính nghe được, kính thỉnh đại thế Pháp Tính trả lời cho cô, cho đáp án câu trắc nghiệm số 3. Dạ, mời quý Phật tử trả lời cho cô trắc nghiệm số 3. Nói một cách thực tiễn thì khi người tu tập đối diện với hoàn cảnh, điều nào sau đây nên là ưu tiên hàng đầu? Dạ, khi mà trong những cuộc đàm luận trong cuộc sống mình, cái nào ưu tiên hàng đầu? A là tâm trạng của mình có phiền não hay không phiền não. Dạ. B là trong hoàn cảnh đó điều khiến mình bị thiệt thòi hay không thiệt thòi. C là giữa những lựa chọn thì lựa chọn nào được phần đông khen ngợi. D là làm sao bản thân được bình an. Thì đó là bốn điểm, cái nào là cái ưu tiên hàng đầu, A, B, C, D. Xin mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh đại đức Tính Quang Hỷ cho đáp án. Nam mô Bụt Thầy giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Từ Quyền, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Tri cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Hôm nay phải nói rằng là một cái bài học rất là lý thú, nhất là cái phần chọn cái đáp án trắc nghiệm. Thật ra thì hôm nay chúng con làm lễ dân y tắm mưa xong, nó đường, nó mệt, nó buồn ngủ. Mà nãy giờ chúng con ngồi, chúng con đọc qua hai câu trắc nghiệm rồi. Hai câu trắc nghiệm thì đúng là phải suy nghĩ. Sau khi mà suy nghĩ rồi đó thì nó cũng xua đuổi được cơn buồn ngủ rất là nhiều. Phải nói là đúng là cái chi tâm. Sự suy tư hoặc là tư duy, thành ra nó cũng đỡ đi được cái cơn buồn ngủ. Hôm nay thượng tọa cho câu nào như là cũng khó, câu nào cũng rất là khó. Câu hồi nãy thì con không có thấy đường tới internet còn bị hư, thành ra con cũng không có biết được cái câu hồi nãy là cái đáp án nào. Và bây giờ thì chúng ta trắc nghiệm với câu số 3. Nói một cách thực tiễn thì khi người tu tập đối diện với mọi hoàn cảnh điều nào sau đây nên là ưu tiên hàng đầu, điều nào sau đây nên là ưu tiên hàng đầu. Đáp án A, tâm trạng của mình có phiền não hay không phiền não. B, trong hoàn cảnh đó điều nào khiến mình bị thiệt thòi hay không thiệt thòi. C, giữa những lựa chọn thì sự lựa chọn nào được phần đông khen ngợi. D, làm sao để bản thân được bình an. Rồi, vậy thì trong trắc nghiệm này đó, chúng ta tìm cái đáp án nào
mà coi như là được cũng như là chữa trị một cách thực tiễn nhất trong khi chúng ta tu tập mà đối diện với mọi hoàn cảnh. Vậy thì chúng ta đã lượt qua bốn cái đáp án, thì ở trong đây bây giờ chúng ta phải tìm cái đáp án nào mà nó hơi xa với câu trả lời để chúng ta lượt bớt. Đối với đời sống tu tập một cách thực tiễn thì trong cái hoàn cảnh đó, điều nào khiến mình bị thiệt thòi hay không thiệt thòi, thì thật sự ra đó chúng ta thấy rằng mình tu theo Đức Phật thì coi như là mình sẽ làm lợi ích cho bản thân mình, hoặc là làm lợi ích cho tha nhân, hoặc là cho cả hai thôi. Chứ còn ngược lại thì cái chuyện mà có nhiều khi mình thiệt thòi hay không thiệt thòi đó thì mình cũng không có quan tâm đến, chúng ta cũng không quan tâm đến cái điều đó. Thành ra đó cái MB này có lẽ chúng ta lội lên trước rồi, chúng ta lội lên trước rồi. Rồi đáp án C, giữa những lựa chọn thì sự lựa chọn nào được phần đông khen ngợi? Cái đáp án này thì coi như là nó cũng thật ra đó thì chúng ta tu tập đó, chúng ta cái phần đông mà khen ngợi đó thì chắc có nó có lẽ rằng là nó phải có cái nhiều cái ý nghĩa quý vị. Khen ngợi về mình có cái sự tinh tấn hay là có cái sự tạo phước gì đó. Nhưng mà ở trong đây á, là đang nói về cái hoàn cảnh nào, cái hoàn cảnh nào mình sẽ suy xét cái sự tu tập mình khi mà mình đối diện với cái hoàn cảnh nào đó. Thành ra chắc có lẽ rằng đối với tu tập của chúng ta đó, nếu mà phần đông người ta có khen mình hay không thì chuyện đó mình cũng không có quan tâm, chứ mình đừng nói chi là mình có cái sự lựa chọn. Vậy thì chúng ta cũng lội cái đáp án C này luôn. Đáp án D, làm sao để bản thân được bình an? Bản thân được bình an thì thật sự ra đó thì chúng ta tu tập đó, chúng ta muốn cái đối với đời sống của chúng ta nó được cái sự yên bình hay là cái sự bình an. Nhưng mà do cái đáp án D này á, thì chúng ta thấy nó không có gần với cái đời sống tu tập bằng cái đáp án A. Cái đáp án A đó là tâm trạng của mình có phiền não hay không phiền não. Thì thường thường chúng ta tu tập chúng ta quán xét hoặc là giống như ở trong cái bài kinh mà nhìn vào cái chiếc gương chúng ta soi gương coi ở trên mặt của chúng ta có bị những cái vết nhơ gì hay không, thì cũng vậy. Ở trong sự tu chúng ta cũng phải coi lại cái tâm của chúng ta, coi có cái phiền não hoặc là không phiền não, giống như một cái người soi gương. Vậy thì cái đáp án D với đáp án A này thì nó cũng phải nói rằng là 6-4 với nhau. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là người tu tập mình coi lại cái tâm trạng mình nó có phiền não hay không phiền não thì nó gần với cái cuộc tu hơn, gần với cái đời sống tu tập hơn. Vậy thì ở trong cái câu trắc nghiệm này chúng ta sẽ chọn cái đáp án A, chọn cái đáp án A để làm cái câu trả lời cho cái câu thảo luận này, cái câu trắc nghiệm này. Như hồi nãy chúng tôi đã nói, ngày hôm nay thì thật sự ra nó giống như là một cái liều thuốc rất là hay. Chúng tôi đọc vào cái câu trắc nghiệm nào nó cũng tỉnh ngủ, ngồi mà chúng tôi đọc rồi thấy là tỉnh ngủ rồi đó. Dạ, bạch tương tỏ con chọn đáp án A làm cái câu trả lời cho cái câu trắc nghiệm số 3. Nếu mà có sai thì thỉnh thượng tọa quan hỷ bổ túc sửa dùm chúng con. Bây giờ chúng con xin được thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thú kính trực đại trưởng pháp tính. Thưa quý vị, bây giờ thì sau câu trả lời của đại trưởng pháp tính, chúng ta bước qua câu trắc nghiệm sau cùng, câu trắc nghiệm số 4. Câu này xin thỉnh sư Minh Thông, không biết sư Minh Thông có nghe được không? Nếu được sư Minh Thông quan hệ cho biết. Một lần nữa xin hỏi sư Minh Thông nghe được. Dạ.
Mời quý Phật tử trả lời và thỉnh sư Minh Thông cho đáp án. Câu nào sau đây được tìm thấy trong bài kinh ngày hôm nay? Dạ, chúng ta tìm trong những câu sau đây, câu nào mà mình thấy rằng có được đề cập đến trong bài kinh. A là những suy tầm hay tư duy có thứ có hại và có thứ vô hại. Dạ, chúng ta thử tìm trong bài kinh hôm nay có đề cập đến như vậy không? Tức là những suy tầm có thứ có hại và thứ vô hại. B là từ khởi niệm dẫn đến đặt nặng. Đặt nặng ở đây tức là đặt cái trọng tâm đó. Từ khởi niệm dẫn đến đặt nặng, từ sự đặt nặng tạo thành khuynh hướng, khuynh hướng nghiêng về cái gì đó. C, trong cái nhìn của bậc đại giác, trong cái nhìn của bậc giác ngộ, Đức Phật thấy rõ hàng đệ tử rất dễ rơi vào cạm bẫy của phiền não. Đây là cả ba câu trên đều đúng. Mời quý Phật tử trả lời và kính chỉnh sư Minh Thông Hoàng Hiệp cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con là Nguyên Thông, con tuân lệnh sư phụ có đáp án cho câu hỏi số 4, hỏi rằng câu nào sau đây được tìm thấy trong bài học hôm nay? A, những suy tầm hay tư duy có thứ có hại, có thứ vô hại. Dạ, thưa sư phụ, là đúng rồi, trên đời này mỗi lần mình nói ra điều gì đó thì nó có hai phần, ta gọi là đối đãi đó. Cho nên là mỗi điều, một sự tư duy, một cái điều gì nó cũng có hai mặt của nó, mặt phải và mặt trái. Cho nên cái câu A là đúng. Từ khởi niệm dẫn đến đặt nặng, từ sự đặt nặng tạo thành khuynh hướng. Thưa sư phụ, quá đúng, là khi mà một khi mình khởi niệm lên cái điều gì đó, thành ra trong tâm mình có để ý là mình đặt nặng hay là mình lơ đi. Nhưng mà khi mình có đặt nặng thì luôn luôn nhiên mình, cái tâm mình có khuynh hướng về cái điều đó, thì điều này rất là đúng đó. Câu C, trong cái nhìn của bậc giác ngộ, Đức Phật thấy hàng đệ tử rất dễ rơi vào cạm bẫy của phiền não. Kính thưa sư phụ, là rõ ràng điều này rất đúng 100% đối với dân chúng, đối với mọi người trên thế gian này, 7 tỷ người đều là như vậy. Là bởi vì với cái nhìn của người mà thấy rõ chân lý tuyệt đối là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đó, thì Ngài thấy rằng tất cả hàng đệ tử rất dễ rơi vào cạm bẫy của phiền não. Con nhớ lại có một lần Đức Phật dẫn 500 vị tỳ kheo đi kinh hành. Rồi Ngài mới nói rằng, này chư tỳ kheo, tất cả chúng sanh khi thân hoại mạng chung thì rơi vào địa ngục như nắm đất chúng cúng của Như Lai đang bỏ ra. Ngài cầm một nắm bất đất mà ngài bỏ ra như vậy, thì tất cả đa số gần như là 1.000 phần 999 phần ngàn đều ra đi vào địa ngục. Chỉ có một số còn nhỏ lại, Đức Phật nói chỉ có một vài cái hạt cát, hạt đất thì còn nằm kẹt trong kẻ tay của Như Lai, thì những người đó có thể trở lại sanh làm người và đi vào thiên giới. Dạ, do đó thì những câu hỏi này, những câu trả lời này cho chúng ta thấy rằng cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó thâm sâu và nó có nghĩa lý như vậy. Vì vậy cho nên câu trả lời chính xác nhất là câu D, là ba câu trên đều đúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ Trở Lai Mai để giảng dạy rõ thêm những điều mà con nói không đúng, hoặc là sự chọn lựa của con đâu, câu D là không đúng. Con thỉnh mời sư phụ Trở Lai Mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Sa thủ kính trình sư Nguyên Thông. Thưa Phật tử, chúng tôi xin được nhắc lại một vài điều trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Là đa phần những quyển sách nói về cuộc đời của Đức Phật mà trong ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta đó, thì nói nhiều về Đức Thế Tôn đã tu khổ hạnh 6 năm rồi Ngài thành đạo, nhưng mà nói rất ít về những cái suy tư của Ngài và về những cái thực hành của Ngài liên quan đến trung đạo, như là ở trong kinh Song Tầm hôm nay, hay là ở trong kinh Đại Kinh Sách Chắc Cá, hoặc giả là ở trong kinh Thanh Tịnh, ở trong Trường Bộ và nhiều bài kinh khác. Thật ra trước sau khi từ bộ khổ hạnh trở về với con đường trung đạo, thì suốt thời gian thực hành trung đạo đó, rất là nhiều những
suy nghĩ, lựa chọn và đặc biệt là thực hành mà Đức Thế Tôn Ngài đã trải qua trước khi Ngài đắc thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác như cõi Bồ Đề. Và những điều này đều mang những cái ý nghĩa lợi lạc rất là lớn cho chúng ta. Lấy một thí dụ là Đức Phật Ngài kể cho Satchaka, Ngài nói này Akivesana, ý nghĩ này sau đây khởi lên trong Như Lai, là nếu mà lấy hai khúc gỗ mà mình cọ sát với nhau để tạo ra lửa, mà cái khúc gỗ nó quá ướt, nó bị ướt ấy, thì không tạo ra lửa được. Mà nếu khúc gỗ cứng, mà nếu khúc gỗ nó khô nhưng mà trong ruột nó mục, nó không có đủ độ cứng thì không kéo ra lửa được. Thì Đức Phật Ngài dùng hai cái hình ảnh này, một cái khúc gỗ mà nó ướt ấy, giống như là một người sống lợi dưỡng, mà cái khúc gỗ nó khô mục giống như không khổ hạnh. Khi mà bị khổ hạnh á, thì cái gỗ nó bị khô mục, tức cái thân của mình nó bị suy nhược, nó không đủ sức để tu tập, thì giống như hai khúc gỗ mục kéo không ra lửa được. Mà khúc gỗ cứng á, mà nó bị ướt á, thì cũng không kéo ra lửa được. Thì cái suy nghĩ như vậy, khi Đức Thế Tôn từ bỏ khổ hạnh, thì thưa quý vị, rất là nhiều những cái lời thuật lại của Đức Thế Tôn trước khi Ngài thành đạo, mà chúng tôi nói không may đó, là những điều này không được ghi nhiều ở trong những cái tác phẩm về cuộc đời của Đức Phật bằng tiếng Việt của chúng ta, mà chúng ta chỉ ghi là Đức Thế Tôn Ngài tu khổ hạnh xong rồi sau 6 năm khổ hạnh Ngài thành đạo với cô Bồ Đề, ghi đơn giản như vậy. Vì vậy bài kinh ngày hôm nay đặc biệt một lần nữa thì chúng ta trở lại với những chia sẻ của Đức Thế Tôn trước khi Ngài thành đạo, cho chúng ta những cái ý niệm rất là quý báu. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma, và xin nhắc lại quý Phật tử là từ tuần lễ tới trở đi đó, ngày thứ hai chúng ta bắt đầu có chương trình học kinh, học phản ngữ Pali. Và đầu tiên là chúng ta học qua các cái ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, cũng như những bài kinh lễ Tam Bảo, những cái phần chính trong các ở trong nội dung của kinh tụng, thì chúng ta sẽ học đầu tiên khoảng chừng 10 bài, và sau đó chúng ta chuyển sang học một số các câu Phật ngôn quan trọng. Nên chi quý Phật tử nào mà thích học kinh tụng thì nó cũng là một cái duyên. Chúng ta lập tâm là một tuần mình học một đoạn kinh. Ví dụ tuần này chúng ta học về ân đức Phật là bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vân vân, như học bằng kinh tiếng Phạn. Và nếu quý vị hiểu rõ từng chữ, đồng thời chúng ta cũng học thuộc lòng nữa thì rất là tốt. Chúng tôi mong rằng quý Phật tử sẽ tận dụng được cái cơ hội là có Thượng tọa Tuệ Siêu, một vị giáo sư về phản ngữ, có thể dạy chương trình này để quý Phật tử có thể vừa học kinh và vừa hiểu kinh được. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma, chư vị giảng sư đã vào room để chia sẻ, và kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú lành thầy, con từ mẫn. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng đi mời giảng giải. Giảng giải Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý Ops đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bức Hai Giá.
Yang kim chi kusala kamang.